Tôi có đọc sách nhiều mà, ví dụ như từ tháng đầu đến tháng thứ ba thì nó có những cái gì ABC gì đó, thì khi mà bụng sao rồi sờ sao đẻ tháng thứ nhất tháng thứ nhì những gì cần gì, thì tôi cũng tham khảo những cái sách đó, những cái sách của những người Nhật và những người Âu Châu bây giờ họ dạy con theo phương pháp mới, và tôi hoàn toàn là tôi đồng ý với cái phương pháp mà chúng tôi đang theo, tức là cho con tự lập tập cho nó tất cả là thói quen hết. Chúng tôi tập cái bé sau này đó, từ lúc mà mới đẻ là bé ngủ thẳng giấc luôn, 8 tháng là ngủ thẳng giấc, và bây giờ mới gần 2 tuổi mà biết cầm muỗng ăn, mà năm nay tự bốc xúc lấy tự ăn. Vâng, nếu như mà là chúng ta dành quá nhiều thời gian để mà là chạy theo những cái lo âu giống như là mình cần thiết là phải làm thật là nhiều tiền, mình phải dành hết thời gian cho công việc, cho vợ con mình có một cuộc sống tốt hơn á, thì cái điều đó là hoàn toàn đúng hay là nó sai một cái khía cạnh nào đó à? Khi mà bạn xoay đồng tiền á thì 50% là nó úp, 2 là nó ngửa. Đúng chưa? Câu hỏi bạn mới nói có một chút gì hơi sai sai. Tôi đón mấy đứa con đi học lúc nó bé đó. Cái niềm tự hào của bố mẹ khi mà được dán đằng sau cái xe, cái sticker đó, đằng sau cái xe hơi của mình là con tôi là học sinh danh dự trường gì, thì cái đó là cái niềm hãnh diện của bố mẹ. Con tôi nó có để ý cái vấn đề đó không? Không. Con tôi nó bảo trời sao bắt con học hoài vậy ba. Thành ra bây giờ cuối tuần tôi cho hai đứa con chơi xả láng, làm bài như vậy chúng tôi nhắc nhở. Còn nếu mà không làm bài mà vào bị la đó thì là vấn đề của bạn với lại thầy giáo của bạn, chứ tôi không dính dáng. Tôi xin hân hạnh kính chào tất cả quý vị đang theo dõi chương trình. Tôi xin chào hai bạn. Dạ. Tôi thấy hai bạn phát ra cái nhiều cái năng lượng, luôn luôn giữ nụ cười trên môi. Dạ. Lúc biết tin mình vợ mình có bầu thì mình có giữ luôn được cái nụ cười không? Ôi, chẳng những cười, nụ cười trên môi mà tôi còn cười phá lên, tôi cười ha 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 ha. Rất là sung sướng. Dạ, yeah, nụ cười sung sướng. Vâng. Chúng tôi vẫn nói đùa đó là chúng ta phải sống vui vẻ để cho được tươi trẻ. Mà nếu mà trong khả năng thì tươi trẻ là vẫn phải còn đẻ, vẫn phải còn đẻ. Vẫn phải còn đẻ. Thế thì còn đẻ được. Được. Còn đẻ được thì đấy được. Là tại sao mà tôi lại cười khà khà khà. Anh thì đã có hai bé rồi, chắc hẳn là cái kinh nghiệm mà là chăm sóc vợ trong lúc mang bầu nè, chăm sóc con là anh đã dày dặn, về là kinh nghiệm đầy mình rồi. Trước hết là tôi là ông bố của năm bé. Năm bé, sai rồi thấy chưa? Vâng, tức là tập trước là ba. Các cháu ở bên Cali thì giờ này cũng lớn hết rồi, cũng ra đại học hết rồi. Tập 2 này thì mới 2 cháu. Và không dám đặt con bé này là út. À đúng rồi, tại vì là mình còn tươi. Con trẻ là con đẻ. Người ta nói chơi cho đẻ. Thì cái kinh nghiệm mà với hai bé sau này đó, từ trước giờ tôi vẫn cứ thường nói là trong cái sổ mà những người may mắn nhất cuộc đời này thì tôi là phải top 5. Thế nhưng mà khi mà nhận được tin là có thêm bé trai cách đây 7 năm á, thì tôi bảo wow, tôi lại được nhích lên mức nữa. Đến cái tuổi tôi thì rất nhiều người đó là sau khi bôn ba rồi, sau khi làm đủ mọi thứ để mà biết là quý giá nhất là được sống với gia đình, và lúc đó thì mong là được bồng cháu thôi. Với cái kinh nghiệm mà ba đứa bé trước kỳ này đó, mình lại được nâng lên cấp là sao? Tại vì bây giờ đến cái tuổi này là tôi bớt đấu tranh rồi, tôi bớt chạy, tôi bớt đi gọi là tìm cầu. Cái thì giờ đó tôi cho hết tất cả những hai đứa con của tôi. Cái lúc mà là chị mang thai á, chị có nghén nhiều không anh? Nếu mà gọi là nghén đó, 10 phần á thì tôi gánh dùm bà ấy đến 6 rồi. Anh với lại chị mà là đang nằm ngủ nhau á. Chị bước qua đó. Chị bước qua đúng không? Chắc vậy là tôi không biết là nghe người ta nói gì đó, bước qua cái là bước chồng nghén nhìn vợ. Người ta thường hay nói là trong cái trung tuần là tầm khoảng chừng tháng thứ 6 trở đi á, thì là mình nên để cho bé trong bụng nghe nhạc. Chúng ta là những gì chúng ta nghĩ. Chúng ta là những gì chúng ta nghe. Nếu bạn nói cho tôi biết là bạn nghe loại nhạc gì thì tôi có thể một phần nào đoán ra cái cá tính của bạn. Tại sao phải đợi đến 6 tháng bầu mới cho con nghe nhạc? Cái đứa bé đầu đó, bé trai đó, thì ngay từ khi mà biết là có bầu đó thì tôi đã nói chuyện và tôi đã sờ bụng và cũng có viết được một sáng tác cho cháu, với mẹ cháu.
khi mà vợ có bầu thì cái vấn đề mà chăm sóc vợ thì khá là ít các ông bố ở bên cạnh vợ mình lúc mà là vợ mình đang mang nặng đẻ đau, thậm chí là sinh con ra luôn. Anh thấy cái điều đó có đúng không? Quá sai. Chúng ta hạnh phúc hay là chúng ta không hạnh phúc là đều do những cái ý niệm về hạnh phúc hoặc là khổ đau mà chúng ta tự gán lấy. Người chồng không bao giờ phải đụng đến việc nhà, trông con hay là cho con đi học hoặc là xin trường học cho mẹ lo hết. Không, tôi rất tự hào về cái việc mà tôi rửa chén mỗi ngày cho vợ tôi. Bà xã mình đã nấu ăn rồi thì bây giờ là mình còn lại ra trường mà ừ không, đàn ông không bao giờ đụng vào việc rửa chén. Tức là quá sai, tại vì hạnh phúc là hai người cùng xây dựng. Con nó nhìn ba nó rửa chén thì nó lại bảo cho con phụ, để mà nó buông bỏ cái ý niệm vớ vẩn là đàn ông không thể nào làm được những chuyện này. Nếu mà tôi đẻ được là tôi đẻ luôn, tôi đẻ được là tôi đẻ luôn, tôi đẻ được là tôi đẻ luôn. Cái lúc mà là chị mang nặng đẻ đau á, là việc nhà là anh thầu hết luôn, tất cả mọi thứ là anh làm hết, là không để cho vợ anh là phải động tay động chân bất cứ một cái gì luôn. Dạ dạ. Nói thì nói nhưng mà người có bầu đó, người ta đâu có muốn ngồi một chỗ, người ta lại muốn người ta làm cái này cái kia để cho nó đẻ cho nó dễ. Phụ nữ tôi nói thật, ai cũng muốn đẹp hết. Ngay cả cái lúc mà tự cho là mình xấu lúc có bầu, nhưng mà theo tôi lúc có bầu là người phụ nữ là tuyệt vời nhất, đẹp nhất, đẹp nhất, gọi là hào quang nó tỏa ra mà. Cái lúc mà là chị chuẩn bị sinh á, thì cái quá trình sinh nở của chị là nó có khó khăn hay không? Cũng may là cả hai bé đều là đẻ tự nhiên và không có khó khăn. Là tại vì sao? Tại vì chúng tôi nhắc nhở với nhau á là mọi chuyện sẽ xảy ra tốt đẹp. Thường á là ở bên nước ngoài á là người ta hay đi vào đó rồi xong cái là theo dõi cũng như là những cái quá trình mà là sinh đẻ, sinh đỡ, sinh đỡ của vợ mình á, thì là anh Huy có như vậy không? Tôi muốn á, thế nhưng mà cái hoàn cảnh trong cả hai đứa nó không cho phép. Cái đứa bé đầu thì tôi lại đi show mà tôi về không kịp. Bé thứ hai là nhất định là anh phải vào phòng để xem em đẻ rồi. Thế nhưng mà cái bữa mà bà chuyển bụng được thì cái thằng bé lớn nó lại đòi ba phải ở nhà. Và nhà nó thế thì chỉ có bà ngoại vào thôi. Cái lần đầu tiên á là bởi vì là anh đang bận việc đột xuất. Anh không thể nào mà là vào trong với lại vợ mình được. Còn lần thứ hai là do bé là muốn anh ở nhà. Vâng vâng. Tại sao nó muốn ở nhà? Tại vì thằng đó nó không thích nhà thương. Mỗi lần nó vào nhà thương là nó khóc, là nó sợ lắm. Chăm sóc vợ từ lúc vợ mang bầu cho tới lúc sinh nở đã là một chuyện rồi. Và chăm sóc vợ lúc mà là vợ vừa mới hạ sinh lại là chuyện khác. Dạ. Thì anh có bí quyết gì hay là kỷ niệm anh có thể chia sẻ được không ạ? Tôi nghĩ là khi mà mình nói về những cái chuyện này thì mình có hơi một chiều, kiểu như là người vợ mà đẻ xong rồi là chỉ nằm ở chỗ không làm gì hết. Không, người ta cũng năng động lắm chứ. Thế thành ra những cái việc mà người chồng mà có phụ, có ý thức được, có làm. Ví dụ chẳng hạn như là anh lấy cái bình sữa cho con thì tôi đã biết là pha bao nhiêu mấy muỗng, mấy tháng là nước ấm như thế nào rồi. Rồi thì để vào cái bình cho nó nguội là như thế nào rồi. Thì những cái việc đó mình đã biết nhau thì mình đừng đặt vấn đề. Hoặc là ví dụ như là nửa đêm em đói, cái chuyện mà được chăm sóc cho người mình yêu, tôi thấy là đấy là cả một cái cơ hội bằng vàng. Em thấy là ở thời điểm hiện tại bây giờ cũng có khá nhiều người chê vàng đó anh. Nó nói cục vàng này tôi cũng không thích đâu, cái này là trách nhiệm của ai đó để ai đó cứ làm đi thì... Không, có thể tôi nghĩ đó là bằng lòng với hiện tại thì không còn cái mà đứng núi này trông núi nọ nữa. Quan trọng nhất là gì? Một cái cơ thể lành mạnh trong một cái tinh thần vững chãi để mà mình có thể cảm thấy mình hạnh phúc được sống. Và chỉ có khi bạn có hạnh phúc thì bạn mới chia sẻ được với xung quanh chứ. Và tôi chỉ muốn con tôi được như thế thôi. Tôi không muốn con tôi phải thành công, là một người thành công để mà tôi được hãnh diện. Wow, con tôi là người chủ tịch một cái công ty mà nhất nhì ở đây. Không, tôi không hề muốn. Bây giờ tôi hỏi luôn hai bạn, tất cả chúng ta đó, ai cũng bằng cách này, bằng cách kia, theo ý mình, theo cái lối của mình, vươn xa để mà bay cao. Chúng ta tự hào là chúng ta có thể làm được không biết bao nhiêu chuyện. Là có bao giờ chúng ta dừng lại một chút để mà chúng ta hỏi là mình có khả năng để tạo hạnh phúc cho chính mình hay không? Chăm sóc vợ là mỗi người là đều khác nhau hết. Đúng. Không ai giống ai. Đúng. Còn dạy con thì như thế nào anh?
tôi có đọc sách nhiều mà. Ví dụ như từ tháng đầu đến tháng thứ ba thì nó có những cái gì, ABC gì đó. Thì khi mà bụng sao rồi sờ sao, đẻ tháng thứ nhất, tháng thứ nhì những gì cần gì, thì tôi cũng tham khảo những cái sách đó, những cái sách của những người Nhật và những người Âu Châu bây giờ họ thường dạy con theo phương pháp mới, và tôi hoàn toàn là tôi đồng ý với cái phương pháp mà chúng tôi đang theo, tức là cho con tự lập, tập cho nó tất cả là thói quen hết. Chúng tôi tập cái bé sau này đó, từ lúc mà mới đẻ là bé ngủ thẳng giấc luôn, 8 tháng là ngủ thẳng giấc, và bây giờ mới gần 2 tuổi mà biết cầm muỗng ăn, mà năm nay tự bốc xúc lấy tự ăn. Vâng. Nếu như mà là chúng ta dành quá nhiều thời gian để mà là chạy theo những cái lo âu, giống như là mình cần thiết là phải làm thật là nhiều tiền, mình phải dành hết thời gian cho công việc, cho vợ con mình có một cuộc sống tốt hơn á, thì cái điều đó là hoàn toàn đúng hay là nó sai một cái khía cạnh nào đó? Khi mà bạn xoay đồng tiền á thì 50% là nó úp, 2 là nó ngửa. Đúng chưa? Câu hỏi bạn mới nói có một chút gì hơi sai sai. Tôi đón mấy đứa con đi học lúc nó bé đó. Cái niềm tự hào của bố mẹ khi mà được dán đằng sau cái xe, cái sticker đó, đằng sau cái xe hơi của mình là con tôi là học sinh danh dự trường gì. Thì cái đó là cái niềm hãnh diện của bố mẹ. Con tôi nó có để ý cái vấn đề đó không? Không. Con tôi nó bảo trời sao bắt con học hoài vậy ba. Thành ra bây giờ cuối tuần tôi cho hai đứa con chơi xả láng, làm bài như thế chúng tôi nhắc nhở. Còn nếu mà không làm bài mà vào bị la đó thì là vấn đề của bạn với lại thầy giáo của bạn, chứ tôi không dính dáng. Con tôi năm nay 7 tuổi rồi, thế tôi bảo là bây giờ ba chỉ cho con cái này cái kia, và ba không có thì giờ, nhất là 3 tuổi 3 giờ ba không có thì giờ chỉ con nhiều, và không thể nào mà con hy vọng là ba sẽ theo con để mà chỉ cho con đến khi con lớn. Như vậy thì ba quá vô trách nhiệm trong cái vấn đề mà để con tự bay, tự nhảy, tự nên đứng trên đôi chân của mình. Theo như anh Đức Huy chia sẻ thì là quan trọng là ở chúng ta đó chính là cái cách suy nghĩ cũng như là cái nguồn năng lượng tích cực mà chúng ta đang mang. 3 tháng vừa rồi chưa bao giờ cái Tết nào mà dài như thế này. Trời, vợ tôi thì rất là sung sướng, tại bởi vì với cái khoảng thời gian mà các cháu không đi học thì tụi nó lại thân với ba. Đỡ quá, nó quấn ba nó. Yeah, mình quấn, đỡ quấn, cực quấn, hơn quấn, nhiều. Dạ, từ sáng mở mắt ra đó là chúng tôi đã cười cho đến khi mà tắt đèn, nó bảo thôi bây giờ đi ngủ, không có nói chuyện, không cười nữa thì mới ngưng thôi. Yeah. Con trai của tôi nó đang làm bài hoặc là đang làm coi tivi, nó nhìn lại nó nói nữa, ba mẹ lại ôm lại hôn nữa, hôn suốt đời hay sao đấy. Gia đình thì có cả vợ chồng, bố mẹ, ông bà luôn. Thế nhưng mà bây giờ đó thì bố mẹ nào có con cũng cưng lắm. Ông bà cưng thì đồng ý, thế nhưng mà cũng sợ là ông bà chiều. Mỗi lần mà gặp ông bà nó về gặp bố mẹ nó lại không, ông bà cho con coi iPad, cho con coi iPhone, tại sao ba mẹ lại cấm? Luôn luôn có một cái sự gọi là tranh chấp tình cảm giữa ông bà và bố mẹ. Bây giờ trẻ nó khôn lắm, nó gặp người này thì nó về phe người này, nó gặp người kia thì phe mình người kia. Ồ, nó tình lắm, nó biết ai mà thương nó một cái một, nó theo ai luôn. Đúng như vậy. Chúng ta không nên đóng cái vai bố mẹ lâu quá. Đó, chúng ta muốn con mình phải nghe theo lời mình thì mới là một đứa con ngoan. Còn trong khi chúng ta biết là phải để cho tụi nó có một cái không gian để mà nó lớn lên. Cũng như bạn trồng cây đó, mà bạn trồng cây này, cây kia nó sát nhau quá thì chỗ nào mà nó mọc. Thương cho roi cho giọt. Thưa quý vị, chúng ta đừng quên là nhìn cái con số mà nó ghi trên cái cuốn lịch. Năm nay là năm 2020 rồi. Mà bây giờ mà quý vị mà cho roi cho vọt là quý vị ngồi tù. Bạo lực mà với nhất là trẻ em là không được rồi. Hồi xưa là ăn cho bổ cho béo. Tại vì dân nghèo thiếu thịt mà. Ăn rau không, nhưng mà đấy, ăn rau mới là thiên đường. Bây giờ cho bổ cho béo là bệnh. Vì bạn, tôi có người bạn khoe là vợ nấu ăn giỏi lắm, thế mời là ăn cơm. Thế thì con cá chiên á, con cá đang dài này, thế tự nhiên thấy cô chặt cái đuôi, cô chặt cái đầu xong cô chiên. Thì tôi cũng rất thích nấu ăn, nên tôi hỏi là ủa thế tại sao là chị lại chặt đầu cho nó? Tại vì mẹ em làm như thế từ bé lớn thì rồi thế rồi tôi thắc mắc không biết là tại sao là mẹ lại làm như thế. Để em gọi mẹ em, gọi mẹ em thì mẹ em bảo tại bà ngoại mới làm thế. Bà chỉ hỏi bà làm sao, tại vì hồi đó cái nhà không có cái chảo nào to cả, chứ cái chảo bé tí thì phải chặt con cá ra. Hỏi vớ vẩn. Theo như những gì mà Lan chia sẻ thì là em thấy á, dạy con là một hành trình rất là dài, nhưng mà quan trọng ở đó mình chỉ cho con những điều đúng là một chuyện rồi, nhưng mà quan trọng hết là mình nên làm bạn với con và để cho con mình được phát triển một cách tự do nhất có thể. Chính xác. Hãy xem con như một người bạn thay vì xem như là một cấp dưới của mình. Tao nói là phải nghe, tại sao? Tại vì tao là ba mày. Dạ, bây giờ con nhỏ thì con dáng con nghe thôi, nhưng mà mai mốt là con lớn lên là con cũng không nói đâu. Nhưng mà con biết đó là con thích làm gì. Vâng.
Bởi vậy, nuôi dạy con cái cũng như là chăm sóc gia đình là cả một quá trình mà những người đàn ông chúng ta phải học hỏi từng ngày. Và tất nhiên chúng ta không hề có một cái mẫu số chung là bạn phải làm cái này, rồi sau đó là tới cái này, tới cái nọ. Không, hoàn toàn khác nhau cả. Quan trọng là cái hướng nhìn cũng như là cái năng lượng tích cực mà chúng ta mang đến cho gia đình chúng ta như thế nào, là thông qua từng hành động, từng cử chỉ, từng lời nói yêu thương, như là những gì mà anh Đức Huy đã chia sẻ. Bây giờ có tới một cái mục anh mà đa phần ông nào cũng trốn hết trở rồi á, mục nói xấu vợ, là vợ tôi vô số tội. Bây giờ anh giờ anh thử lục lại đi nha. Vợ mình có đi làm khó anh. Nào mà là thế bây giờ trước hết á là chúng ta phải chấp nhận cái thuyết là tương đối. Chúng ta cũng đòi một cái sự tuyệt đối. Khi mà tôi đã chấp nhận rồi thì tôi không xem nó là một cái tật xấu nữa. Vâng. Khi mà hiểu đó, khi mà nhìn sâu thì mình mới hiểu, mà khi hiểu thì mình mới có thương yêu. Thương yêu là chấp nhận hết. Vâng. Mà ta thương yêu đó thì theo tôi nghĩ đó là hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là làm cho những người mình thương yêu được hạnh phúc. Tôi chỉ ước gì mà bà ấy thay đổi tính tình để mà sống hợp ý tôi thì chắc là không có gì. Nhưng mà ông đâu có biết là bà ấy cũng phải nói là phải chi ông thay đổi theo ý tôi. Thế thì cái chìa khóa là gì? Hãy để cho cuộc sống được tự nhiên. Hãy chấp nhận hiện tại. Tức là bây giờ ông nói ông thương tôi chứ gì? Thì ông phải thương cái tất cả của tôi chứ. Cái tốt cũng như cái xấu. Mà bây giờ ông muốn tôi tốt hết cũng được đi. Nhưng mà thử hỏi là ông có tốt hết hay không? Ông đòi hỏi một cái tình yêu mà lúc nào cũng như là lý tưởng. Thế nhưng mà phải hỏi lại là ông có xứng đáng với cái tình yêu đó hay không? Tôi thì tôi ham làm việc lắm. Mỗi ngày tôi làm trên máy thì nhiều khi tôi ngồi cả 3-4 tiếng. Thế nhưng mà khi mà có bầu đó thì là tôi sửa lại cái thời khóa biểu. Nếu như vậy thì là theo anh Đức Huy á, anh có thể cho bản thân tụi em cũng như là các bạn khán giả, đặc biệt là các ông bố đang theo dõi chương trình này đó, để như thế nào chúng em có thể xây dựng được một gia đình hạnh phúc, cũng như là biết được làm bố, làm cha, làm chồng trách nhiệm sẽ như thế nào? Thì có hai chữ thôi, đấy là hãy sống tích cực. Vì tích cực mình nói là tức là mình hãy tạm quên mình nghĩ đến những người kia trước cái đã. Nếu mà bây giờ quý ông mà còn chưa buông bỏ, lúc trước là tôi cứ nghĩ là buông bỏ là phải vứt những cái đồ mà mình không xài nữa. Không phải, thưa quý vị, buông bỏ là buông bỏ những cái ý niệm. Bây giờ đàn ông chúng tôi chỉ biết là đi làm, mang tiền về ngoan ngoãn, yêu thương một vợ, con cái thì chưa đủ, thưa quý vị. Phải tìm hiểu cái sở thích của cái người bạn đường của mình. Quý vị phải khuyến khích để mà người ta như một cái cây người ta mọc, và quý vị phải dành cho nhau những cái sâu thẳm trong trái tim, đừng cứ dành cái phần thắng. Tôi với vợ tôi cách nhau xa lắm về văn hóa, về tuổi tác, về tùm lum hết. Thế nhưng mà chúng tôi vẫn gặp nhau được ở điểm giữa. Là tại sao? Chúng tôi đều di chuyển. Chứ còn nhiều người bảo không, giờ tớ ngồi đây nhá, muốn gì thì lại đây với tớ. Xin lỗi bạn, cái là xưa rồi bới mà mình ở với một người nhưng mà mình không thực sự mình muốn tìm hiểu, mà mình không thiết tha gì với những công việc, những cái công sức mà người ta tạo ra cho cái gia đình. Thì tôi xin đề nghị hãy suy nghĩ kỹ, hai người suy nghĩ, nói chuyện với nhau. Còn nếu không tiếp tục được, dứt, đừng cố gắng, đừng chịu được, đừng đem cái khổ của mình sang những người khác, nhất là con cái. Còn nếu mà đã quyết định ở với nhau đó thì hãy tìm hiểu nhau, hãy cho nhau 100% sự có mặt. Sự có mặt là im lặng và lắng nghe. Tức là khi vợ nói thì chồng phải ngồi lắng nghe, chứ không phải là khi vợ nói thì chồng lại lo tính tiền ở trên cái bên, hoặc là ngược lại, chồng nói mà vợ thì chỉ lo nấu ăn. Tập cách để mà lắng nghe nhiều hơn. Đúng. Để hiểu được đối phương. Nếu mà đạt được cái này thì gọi là tuyệt vời. Vâng, tuyệt vời. Tức là gì? Thay vì mình là đối tượng nhìn vợ mình hay là đối tượng nhìn chồng mình á, thì hãy trở thành cái đối tượng đó. Hai người trở thành một thì nó mới có sự thông cảm. Chứ còn nếu bây giờ một người còn đứng ngoài mà còn gọi là gì, nhận định và phê phán là không xong. Quý vị ơi, chúng ta chỉ có quyền là nhận định thôi, nhưng mà đừng phê phán. Có một cái này bí mật mà chương trình muốn em đem ra cho anh. Anh đợi em xuống nha. Cái gì đây? Dạ, bí mật. Dạ, em xin phép đọc ạ. Dạ, cụ thể bức thư này từ vợ anh. Dạ. Vợ tôi có bao giờ viết thư đâu. Nhưng mà bây giờ viết thư là anh như vậy. Em xin phép đọc nha anh. Hay muốn đọc cho tôi?
Thôi đọc đi. Thôi nãy giờ bạn đâu nãy giờ thấy đâu. Ông này ông ngồi yên con. Ngồi nghe anh Đức Huy nói chuyện là vui rồi. Đọc đi. Đây là lá thư của chị nhà gửi cho anh. Hai ba Huy thương yêu của mẹ và Bin và Mimi. Có những lúc em đã từng nghĩ nếu không có hai đứa bé thì chưa chắc em và anh đi với nhau lâu như thế. Khi đi bên nhau 10 năm thì em mới biết có lẽ mình sinh ra là để dành cho nhau và thương yêu nhau hơn, đời nợ nhau. Cảm ơn anh đã cho em hai thiên thần và em yêu hơn cả bản thân mình. Chúng ta cứ nói với nhau từ khi có Bin và Mimi là em và anh, gia đình chúng ta thân quý và cảm tạ cuộc đời này cho chúng ta hạnh phúc từng ngày. Điều em hạnh phúc nhất mà em nghĩ tất cả những người mẹ trên đời này hầu như là đều thấy con mình được là tình yêu hạnh phúc dành cho ba. Tuy em và anh quá nhiều khoảng cách nhưng chúng ta luôn vui vẻ và hạnh phúc. Và vì không một ai hai chúng ta muốn thay đổi người kia theo ý mình và luôn chấp nhận và bằng lòng với hiện tại. Cảm ơn anh rất nhiều về tất cả. Đây là những lời chị chia sẻ, em xin gửi cái này cho anh. Và anh có thể gửi đôi lời đến vợ mình cũng như là các con của mình không ạ? Cảm ơn em. Rồi bây giờ là chúng ta sẽ đến một phần nữa, đó chính là siêu bố trổ tài. Đây là lúc mà là hai em bố chúng ta sẽ cùng thi tài với nhau. Những cái trò chơi rất là đơn giản thôi. Cái trò này thường thường thì em cũng chơi nhiều lắm, nhưng mà đa phần tới giữa chừng là gãy, tại vì là hết chủ đề. Rồi ở phần này trò chơi chúng ta cũng khá là đơn giản nhưng mà cũng khá là khoai đối với lại những người gọi là dốt nhạc lý như là Thanh Tân. Trên màn hình là sẽ hiện ra đề bài là tên của những bài hát. Vừa hiện ra thôi, ai có thể hát được ca khúc đó là coi như được một điểm. Đơn giản ha. Anh hát đâu cũng được, thân bài, mở bài, kết bài cũng được, miễn sao mà là có dính gì đó mà với bài hát là được rồi. Rồi xin mời, bài hát đầu tiên, Cho Con. Em... Ba sẽ là cánh chim, phải không? Cho con đi thật xa. Mẹ sẽ là cành hoa, cho con cài lên ngực. Gửi, gửi, gửi. Được, một điểm nhanh cho bạn. Bài thứ hai, Em là búp măng non. Không biết nè. Không biết thiệt. Búp măng non nấu canh thật ngon. Cái bài gì búp măng non mà nấu canh vậy đây nữa? Chứ tôi đâu có biết bài này đâu. Bài này hát ra anh với em cũng đâu chiều thôi. Biết chết liền luôn. Biết chết liền luôn. Chết liền luôn. Qua nè. Em là bông hồng nhỏ. Em là bông hồng nhỏ hay sao ta? Măng còn chưa biết sao bông hồng nhỏ biết được không? Măng còn chưa biết sao bông hồng nhỏ biết được. Quá bông luôn hồng nhỏ, bông hồng nhỏ. Thôi để thằng nhỏ nó trồng đi. Rồi ok, khi nào mà nó lớn đi tính. Quá luôn. Tia nắng hạt mưa. Trời cái này hơi khó rồi nha. Phải đưa nhạc anh nhạc sĩ Đức Huy thì mình mới còn biết hát. Không không thôi thôi, tôi xin thua chứ. Xin thua trước. Xin thua trước. Xin thua trước. Ôi lại quá. Chiếc đèn ông sao? Thua. Nhường bạn hát. Một ông áo trắng. Ông sao sáng hay ông sáng sao? Ông sao sáng, bốn ông sáng sao hả? Giờ là thấy là ba ông ở đây là sáng nhất đêm nay rồi đó à. Khi thầy bụi viết bằng bụi phấn bay bay rơi rơi chứ. Có hạt bụi nào bay trên bụng vàng. Không, riêng Tân là người ta rải muối đó, hiểu không? Chứ phải là rải bụi phấn. Ta rải muối đó, hiểu không? Chứ phải là rải bụi phấn. Mặc dù là số lượng bài hát chúng tôi có thể hát được đếm bên đầu ngón tay chưa hết được nữa, nhưng mà quan trọng á là những gì, những bài học mà là nhạc sĩ Đức Huy đã chia sẻ với chúng ta đều là những bài học mà các ông bố cũng như là các gia đình trẻ sắp đón đứa con của mình hãy luôn luôn lắng nghe và nhớ thật kỹ nha. Ngọc Trai cũng rất là cảm ơn các bạn khán giả đã theo dõi chương trình.